Rồi, em chào mọi người nha. Đây là cái góc đường N1, D5 nè. D5, N1 gì cũng là nó nè anh chị. Đó, đây là góc đường. Và đối diện thì mọi người có thể thấy được là trung tâm xe máy Hữu Tinh. Đó, rất là to, rộng, lớn nha. Giờ thì qua bên cửa hàng anh chị để em gặp anh nhân viên để nhờ anh cập nhật giá cho bà con mình nha. Đâu, nãy anh thấy anh vừa đâu trong cái khu vực này nè. Vô đây để anh hướng dẫn lại cái địa chỉ đi, cũng như là về cái cách thức trả góp cũng như cập nhật giá cho mọi người luôn. Đây anh đứng trước bên trong nè mọi người. Xe nhiễm nha, đây có mấy cái dòng phân khối lớn nè, phân khối lớn nè, xe nhỏ nhỏ, đặc biệt là mấy cái khu chờ á anh chị anh em. Nhiều ghê nè, màu trắng này ha, cũng nhiều lắm. Đây, vào đây thôi. Rồi, em chào anh nha. Dạ, chào anh ạ. Dạ. Rồi, đầu tiên cũng giới thiệu lại cửa hàng rồi đi anh. Rồi cái dạ, anh em mình cập nhật giá luôn. Dạ, hiện tại cửa hàng em nằm ở đường N1-50 Phú 1 bên Cát Bình Dương nha. Dạ. Dạ, thì hôm nay em sẽ cập nhật giá cho bà con biết luôn, là từ giá xe 50, xe 110 cho đến là xe phân khối lớn chút xíu. Đó, thì cập nhật các đủ cái dòng xe luôn. Dạ. Dạ. Rồi, hôm nay giờ mình cập nhật từ đâu trước anh? Dạ, mình xuống đây dưới đây trước nha, mình bắt dạ, từ dưới lên trên đây nha. Dạ rồi, dạ, ok rồi. Mấy cái dòng Sirius dạ, 50 hết ta? Dạ, Sirius này Sirius 50 nha. Dạ. Sirius 50 thì có đủ màu là hết luôn, nó cũng giống như là 110 vậy đó, cũng dạ, có là đầm nè, chỉ đẻ và mâm đẻ luôn. Dạ. Dạ thì hiện tại giá nó sẽ dao động từ 13 triệu cho tới là 14.500 tùy theo phiên bản của xe. Dạ, chắc 13 năm mà chắc là cho bánh cầm đúng không anh? Dạ đúng rồi, 13 dạ, là 13 thôi. 13 là bánh cầm. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ ở đây có một con ly nha. Dạ ly. Dạ, ly. Ly thì bên kia hàng bên kia em cũng để rất là nhiều. Ở đây chỉ để một con là như tượng trưng thôi. Dạ cho chị em phụ nữ nè nha mọi người ha. Dạ. Tí xíu mình báo luôn hay là giờ mình báo giá luôn? Dạ tí nữa em sẽ báo dòng bên kia luôn nha cho dễ hơn. Rồi. Dạ. Ok. Tới cái bên trong đây nó là dòng Mio nè. Mio đây. Dạ Mio hiện tại đang tuột giá rất là nhiều luôn. Hiện tại nó còn giá là 25 triệu thôi. 25 triệu đồng nha mọi người. Dạ 25 triệu đã bao gồm phí VAT mua góp không cần trả trước luôn. Nói chung thì theo em thấy cái thời điểm bây giờ là giá xe nó rẻ cực kỳ rẻ luôn á. Dạ là... đúng rồi. Mọi người ai mà có nhu cầu thì mình cũng nên tranh thủ trong cái thời gian như thế này. Dạ. Để sau này mình nghĩ chắc khó rẻ hoài được về đâu. Dạ. Dạ. Trên đây là dòng xe 50 nha. Dạ. Taiga 50, VIP Touring ra. Đây anh em, quay cận cảnh dạ, tí cho mọi người theo dõi luôn. Đối với dòng này thì có rất là nhiều màu luôn, 10 xe là 10 màu luôn á. Dạ. Đó, đâu có trùng màu nào đâu anh em mình thấy không? Đẹp dạ, cực kỳ luôn. Hiện tại con này bên em có giá là 19 triệu nha, đã bao gồm phí VAT cũng không cần đi trước đối với dòng xe 50 luôn. 19 đúng không anh? Dạ 19 dạ, triệu. Giờ em thấy là cái giá nó quá tốt, nó quá ok rồi. Nhưng mà khách hàng đến thì mình còn bớt lập lá thương lượng gì tí nào được không? Dạ nếu mà ví dụ như là anh chị nào ở xa đến nói là có coi kênh á thì sẽ hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu, hỗ trợ tiền xăng xe đó. Dạ. Dạ, dạ rồi, coi okay kênh. Coi kênh có đăng ký, có tương tác nha. Dạ. Liên hệ với anh ha, anh tên gì em quên nữa, quên tên ta. Dạ em tên Vinh ạ. Rồi anh Vinh ha. Dạ. Số điện thoại đầu tiên cái số 05 là của anh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi anh em mình muốn liên hệ với anh Vinh để mua chính xác giá thì cứ liên hệ cái số đó nha. Dạ. Để anh tư vấn. Rồi bên đây là phân khúc cao hơn xíu, Sirius 110. Dạ. Đó Sirius thì sẽ chia ra là đùm là chỉ đẻ nè, mâm đẻ này giống như cũng là giống như 50 vậy đó. Dạ. Nhưng mà nó là 110. Đây là hàng chính hãng của Yamaha luôn. Dạ đúng rồi. Thì hiện tại nó sẽ có giá là 18 triệu đối bản đùm, 19 triệu đối với bản chỉ đĩa và 20 triệu đối với bản mâm. Dạ. Dạ bên trong đây là có những con đã được lên sơn độ luộc chơi luôn nha. Dạ đúng. Đối với những con độ này thì cộng thêm tiền giùm em. Dạ. Tùy theo con thôi, tại có con độ ít con độ nhiều. Dạ. Đó, anh chị muốn con nào thì ra đây em sẽ báo chính xác cho mình hơn. Rồi, ok anh. Mấy cái màu sơn đó mình sơn cộng nhiều anh, nếu như mà tính cái màu sơn không? Dạ, tính màu sơn không thì khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi thì theo màu thôi ạ. Ví dụ dạ, màu 4D thì sẽ cao hơn xíu, màu bình thường khoảng tầm 1 triệu thôi ạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ trên đây là những con ghim nha. Ghim nè. Dạ ghim. Trong thời gian vừa rồi những con ghim này rất là hot trên thị trường luôn. Đó, ai chắc luôn, nói ai chắc cũng biết hết. Dạ. Dạ hiện tại thì con ghim này bên cửa hàng em cũng đang xả luôn cho mọi người luôn là 14.500. Hiện tại đợt này nữa là hết nha, không dạ, còn sản xuất nữa, không còn mẫu nữa. Đó, cửa hàng em bán đợt này nữa là hết, cho nên ví dụ như anh chị nào mà có quan tâm đến dòng này á thì đến cửa hàng em cũng như là mua có thể là còn kẹt. Để lâu quá sẽ hết hàng, không còn sản xuất nữa. Dạ. Đó, hiện tại giá chỉ 14.500 thôi. Rồi, đó, như anh Vinh chia sẻ thì mọi người cũng có thể mình được biết là những cái dòng rim này đã tạm dừng sản xuất và hiện tại cửa hàng còn bao nhiêu là bán hết là coi như hết hàng luôn nha. Dạ đúng rồi. 14.500 mà thôi dạ, thì đã bao gồm VAT luôn, cũng không cần trả trước khi mua góp luôn. Dạ. Xe cũng thiết kế nhìn đẹp cực kỳ, 14.500. Dạ. Này là rim đương danh anh em nha, xe mới hoàn toàn 100% đương danh thôi. Rồi. Mình lên đâu nữa đây anh? Dạ mình quên. Ok. Dạ, dạ dạ. Chờ đó hết dòng xe số luôn ạ. Dạ. Dạ. Dạ dòng quay Blade nha. Đây anh em. Dạ quay Blade thì nó cũng sẽ có 3 phiên bản luôn. Đùm có giá là 18 triệu, đối với chỉ đĩa có giá 19 triệu, bản mâm có giá là 20 triệu nha. Dạ. Dạ.
Đây mọi người có thể theo dõi nha, như giá anh Vinh vừa chia sẻ thì giá này mọi người cứ yên tâm là mình có thể mình xuất hóa đơn được rồi, giờ mình tự ra tên được anh Vinh ha. Dạ. Còn nếu anh em muốn cửa hàng hỗ trợ ra tên thì mình phải thêm chi phí đó. Rồi dạ. Tiếp nữa là dòng này là quay cao cấp hơn chút xíu, dòng quay GTX có phun xăng điện tử luôn. Dạ. Cho nên giá thẳng sẽ cao hơn tí. Đối với dòng chỉ đĩa có giá là 23 triệu, dòng đùm có giá 22 triệu, còn đó dòng mâm có giá là 24 triệu nha. Dạ. Dạ. Đây anh em, tất cả những cái màu sắc của nó thì mọi người có thể theo dõi được trên video nha. Xuống đây là có Wanfa nè. Wanfa thì cái giá 19 triệu đó bao gồm phí VT luôn. Dạ. Các dòng quay cửa hàng em mua gốc cũng không cần đưa trước luôn nha. Dạ. Em thấy có như con màu trắng này nó lên cái đèn thiết kế nhìn đẹp quá nè. Dạ đúng rồi, đây là LED pha 2 tầng anh. Dạ. Dạ. Giá này cái này chắc là mình phải thêm chi phí rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như là lên đèn pha này sẽ lên chi phí nè. Dạ. Đó. Còn giá nguyên bản thì em đang hiện tại em đang giá nguyên bản là 19 triệu thôi. Dạ. Dạ. Rồi, giờ mình tới đâu nữa đây? Thấy dòng nào đây? Future dạ, hả? Dạ, Future. Dạ rồi, ok anh, mời các bạn mình qua đây. Future dạ. Màu trắng thì bên Hữu Tình là xe rất là nhiều nha. Ở đâu hiếm với Hữu Tình mọi người thấy nè. Một dãy Future trắng đầy đủ luôn. Dạ, Future thì hiện tại sẽ có hai phiên bản thôi, chỉ đĩa và mâm thôi, chứ không dạ. Có đồng giống như phiên bản kia. Dạ. Dạ, nó sẽ dao động từ giá là 33 triệu tới 36 triệu tùy theo phiên bản của xe. Dạ. Dạ, cũng đã bao gồm phí VT luôn, mua góp không cần đưa trước luôn. Rồi, ok anh. 33 dạ. Đến 36 nha anh em dạ, nha. Dạ đúng rồi. Còn riêng màu trắng này mình có nhỉnh giá hơn hay như thế nào không anh Vinh? Dạ, màu trắng thì giá nó sẽ cao hơn mà cao hơn anh. Dạ. Dạ. Cao hơn là cỡ cụ thể nó là bao nhiêu? Dạ nó khoảng tầm là 37 triệu ạ. 37 triệu đồng cho dạ. Anh em nha. 37 thôi. Rồi giờ mình đến đâu đây? Dạ lên trên đây ạ. Dạ lên trên đây là những dòng mô tô nha. Dạ. Dạ dòng mô tô. Anh em những cái dòng Mazda 300 nha. Dạ đây là Mazda 300 nha. Hiện tại thì nó còn có 3 màu nha. Màu đỏ, màu vàng, màu đen nè. Thì hiện tại con này có giá là 72 triệu đã bao gồm phí VT luôn. Dạ. Anh chị nào mua trước trả trước giùm em là từ 10 tới 15 triệu là được ạ. 72 triệu đồng cho một chiếc 300 phân khối hãng dạ. Của GBX, một hãng của Thái Lan. Mỗi thiết kế xe nhìn cũng cực kỳ là đẹp anh em nha. Cái này thì mình trả bằng A2 rồi. Này đã góp ra rất nhiều không anh Vinh? Dạ, trả trước khoảng tầm 10 tới 15 triệu là được ạ. Dạ, 10 tới 15 triệu đồng. Dạ. Rồi bên cạnh đây là con Geyser nha, con này là 220 phân khối luôn, nhìn tướng dạ. Cũng rất là hì hợm luôn. Đúng rồi. Đó, nhưng mà giá nó rất là bèo, nó chỉ có giá là 52 triệu thôi. Ok anh, chỉ 52 dạ. Triệu đồng nha mọi người. Rồi, tiếp tục giờ mình đến qua đây ha. Dạ qua đây ạ. Dạ đây là con Gentleman nha. Dạ. Dạ đây, Gentleman con này phân khúc của nó là 200cc nha. Thích dạ. Hợp với bạn nào thích đi một mình hơn, tại vì đây là Isuzu. Chả người không được nha. Đó. Đây mọi người anh em nè, thích thì liên hệ cửa hàng dạ. Nha. Con này hiện tại có giá là 58 triệu nha. Dạ 58. Dạ. Còn Razor thì cái này chỉ khác màu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, khác màu thôi. Bên kia là báo một cái con đỏ đen, bên đây là một cái con xanh nhám. Dạ. Rồi. Xanh xám. Ok anh. Dạ. XXR. XXG thì hiện tại nó sẽ có nhiều phiên bản anh, nó sẽ dao động từ là 73 cho tới là 75 triệu tùy theo dạ. Phiên bản của xe. Đây là phiên bản kỷ niệm 60 năm nha. Mã này cũng là một trong những cái màu mà mình cho bằng rất là nổi và đẹp nhất luôn đó anh em à. Rất là đã luôn. Dạ. Đây cũng là con Razor luôn, màu đen. Dạ. Đây Razor, còn đây dạ. Là R15V3. Dạ R15V3. R15V3 hiện tại cũng đang tuột giá rất là mạnh luôn, hiện tại dạ. Nó còn 64 triệu thôi. Dạ, 64 triệu. Dạ, 64 triệu. Triệu. Khi mua góp trả trước khoảng tầm 10 tới 15 triệu là được ạ. Rồi, ok, dạ. 10 đến 15. Trong đây mình có một cái chiếc GBX luôn nè mọi người. Đây con này. Dạ GBX Diamond, con này có phân khúc là 200cc nha. Dạ. Dạ con này hiện tại nó sẽ có giá là 60 triệu ạ. Con này các bạn anh chị mình nhìn thực tế bên ngoài nhìn nó đẹp lắm nha. Nó cũng ngầu đẹp lắm, 200 phân khối, giá dạ. Nhiêu chứ anh? Dạ 60 triệu ạ. 60. Dạ mua góp chỉ cần đưa trước 10 đến 15 triệu là được. Dạ rồi, ok nha. Dạ. Bên đây là chiếc GTX bản S150. Dạ. GTX hiện tại con này cũng đang bỏ mẫu nha, hiện tại con này đã được lên sơn luôn. Dạ. Bên cửa hàng em cũng đang bán xả con này luôn, hiện tại nó có giá là 50 triệu thôi. 50 triệu đồng dạ, cho chiếc này nha. Đã tính màu lên sơn cho bà con luôn nha. Dạ. Dạ. Rồi, ok anh. Dạ con đây là Diamond 150 FI luôn. Hiện tại con này có giá là 58 triệu thôi. Anh em lưu ý là cái bản này là có FI chứ không phải bản sân cơ như đời trước nha. Dạ. FI rồi, mẫu thiết kế rất là đẹp. Đây trăm xin luôn hả anh Vinh? Dạ đúng rồi. Trăm xin luôn á anh em. Rồi, giờ mình đến với dòng nào đây? Vario hả nào? Dạ mình xuống đây ạ. Dạ. Đây. Dạ. Vario 160 ạ. Dòng này giờ giá nó tụt cực kỳ rồi. Dạ Vario 160 cũng tụt giá rất là mạnh luôn. Hiện tại bản C có giá là 48 triệu, còn đối với bản A có giá là 50 triệu thôi nha. Giảm hơn so với trước đây luôn. Tại dạ, vì trước rồi. Đây mình nhớ là cửa hàng báo là 49. Dạ. Bây giờ là em nói chỉ còn có 48 cho bản C thôi. Còn ABS là năm mấy chứ anh? Dạ 50 ạ.
Dạ, iPad cũng chỉ có 50 triệu thôi. Dạ đúng ạ. Tính là giá quá là. Tại ra giá rất là mềm luôn, so với lúc mới ra thì con này là nếu so lúc mới ra là tụt khoảng tầm mười mấy triệu một con rồi đó. Dạ. Mà như là cái xe bên mình lại là xe nhập khẩu chứ không phải chính hãng đúng không? Dạ đúng ạ. Được cái là nhập khẩu nữa anh em. Nhập khẩu thì luôn. Ai mà thích nhập khẩu thì liên hệ với cửa hàng luôn nha. Có 50 cho iPad và 48 cho xe thôi. Dạ. Còn đây là Grande. Grande. Grande thì hiện tại có giá là 46 triệu ạ. Dạ, 46 triệu. Rồi, ok. Bên cạnh đây con Latte luôn. Latte thì hiện tại có giá là 36 triệu thôi nha. Dạ, Latte là 36. Dạ. Và mấy cái ly của chị em phụ nữ nè. Dạ, ly thì hiện tại có giá là 41 triệu ạ. Dạ, từ dạ. 41 triệu cho anh em dạ. ha. Đối với những dòng này đi chút khoảng tầm 3 tới 5 triệu là có thể mua xe được nha. Dạ. Dạ, khi mua góp ạ. Còn những bản mà xám bạc với đen nhám chắc em nghĩ nhỉnh hơn ha. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, đó là mấy bản cao cấp đặc biệt được hơn đó anh em. Còn phía dưới là những cái mẫu SH cao ạ. Dạ, SH cao. Dạ. SH cao thì sẽ có 3 phiên bản nha, 125, 160, 150 và 160. Dạ. Dạ, 125 đối với bản CBS có giá là 76 triệu, ABS có giá là 86 triệu ạ. Dạ, 76 dạ. đến 86. 86, còn 150 sẽ có giá là 92 triệu đối với bản C. Dạ. Bản A là 110 triệu. 110 triệu. 110 triệu. Rồi. Còn 160 sẽ có giá là 113 triệu cho tới 121 triệu dạ. từ bản thường cho đến bản thể thao. Dạ. Dạ. Khi mua những dòng này chạy trước khoảng tầm 20 cho tới 25 triệu tùy theo phiên bản nha. Rồi, ok dạ. anh. Giờ chắc mình lên phía đầu cửa hàng ha anh. Đây, lên đây anh em. Đây mình có mấy cái dòng Rider Safari đây nè, nhiều lắm. Đây, hơi chả tí mọi người thông cảm nha. Rồi, ok lại rồi. Ở đây, ngoài đây là những dòng con tay nè. Dạ. Sẽ có là Safari, Sonic và Raider luôn. Nếu như mà Raider hiện tại hôm nay là bên cửa hàng mình bán là bao nhiêu anh? Dạ hiện tại Raider có giá là 46 triệu nha anh. Dạ, Raider chỉ có 46 thôi. Dạ 46 triệu, Safari Việt của mình sẽ có giá là 52 triệu. Đối với Safari nhập sẽ có giá là 54 triệu. 52, 54 dạ. cho hai mẫu Safari. Còn đối với dòng này chạy trước khoảng tầm 5 triệu nha, thì là mua góp được. Dạ. Dạ, còn dòng Sonic thì hiện tại có giá là 57 triệu ạ. 57. Đây có trắng đầu quanh hết đó nè anh em. Dạ đúng rồi. Luôn này không? Sonic thì trả trước mấy triệu anh? Dạ Sonic trả trước khoảng tầm 5 triệu cho đến 10 triệu là được anh. Tương tự giống như là Safari luôn. Dạ đúng ạ. Rồi ok. Tiếp tục giờ mình đến F-155 ạ. Dạ F-155 hiện tại sẽ có giá là 43 triệu đối với bản tiêu chuẩn nè. Còn okay. đối với bản cao cấp hơn có giá là 46 triệu. Dạ. Dạ hiện tại bên khi mua dòng xe Exciter bên em á, hiện tại đang có chương trình là tặng lại 2 triệu rưỡi khi mua Exciter 155 nha. Dạ. Đó. Con xe là 43 triệu mà tặng 2 triệu rưỡi thì chỉ còn có 40 triệu 500 thôi, rất là rẻ luôn. Em vừa định hỏi cái giá này không biết là mình đã trừ giảm chưa, ai ngờ đó Vinh chia sẻ là vẫn chưa. Dạ có chưa. Nghĩa là giá nó còn giảm nữa. Dạ đúng rồi, giá nó còn giảm nữa. Đó thì hiện tại bên em cũng đang chương trình là giảm giá khi mua 155 là cái đó là quà tặng, tặng tiền mặt tiền nóng luôn nha. Dạ tiền đó. Mặt luôn. Dạ với lại hiện tại là khi mua các dòng xe ở xe máy hữu tình sẽ được cái gọi là bốc thăm trúng thưởng. Dạ. Dạ chúng là giải đặc biệt đó, chúng đờ rim nè. Đó dạ. mua xe trúng xe luôn. Đúng rồi. Dạ, giải nhất là trúng xe đạp điện, giải dạ. nhì là trúng tủ lạnh, giải ba là trúng quạt gió hay nước. Dạ. Và giải khuyến khích là 10 giải bếp nướng. Dạ. Đó anh chị mua một chiếc xe, ví dụ như mua một chiếc xe để mà trúng một con đờ ghim mười mấy triệu nữa thì cái quá đó tuyệt vời luôn. Quá lời luôn. Cái này thì những video trước mình đã quay và cập nhật rồi, tí xíu em cũng sẽ quay lại để cho anh em yên tâm hơn nha. À, dạ rồi. Quà đó. Dạ tiếp theo nữa là dòng 150 nha, dòng 150 thì hiện tại cũng đang dù tuột giá nhiều luôn, không được dạ. khuyến mãi nhưng mà giá của nó thì không có cao. Dạ. Hiện tại là 43 triệu thôi. 43 triệu thôi. Nha anh em. Mua góp cũng không cần trả trước đó dòng 150 luôn. Dạ. Dạ, còn đối riêng với dòng Janus này, Janus thì hiện tại cũng có chương trình luôn mà không phải tặng tiền mà đây tặng vật chất. Khi mua Janus sẽ được tặng lại một cái điện thoại Samsung trị giá là 2.990.000 nha. Dạ. Samsung nha anh em, điện thoại dạ, Samsung rồi. Luôn nha. Nếu mà khi anh em mình mua Janus thì giá hiện tại Janus của nó là như thế nào anh Vinh? Dạ giá hiện tại Janus là 27 triệu ạ. Dạ 27 triệu. Dạ. Đó, anh em mình mua bỏ ra 27 triệu rồi mình được thêm một cái điện thoại nha. Có thể mình sử dụng hoặc là mình đem về làm quà cũng rất là hợp lý. Rồi. Dạ đây, đây là dòng 50 nha. 50 tay ga thì sẽ còn hiện tại là có sẽ có hai loại nha. Đây. Dạ. Loại này người ta gọi là Vespa 50 không? Dạ. Đó. Y chang luôn á. Dạ đúng rồi, hiện tại dòng này là 18 triệu ạ. Dạ. Dạ còn dòng Victoria này hiện tại có giá là 19 triệu. 19 triệu. Dạ chênh lệch nhau 1 triệu thôi tùy theo sở thích của mỗi người thôi, thích rồi. Đèn vuông hay là đèn tròn thôi. Ok. Đó, còn màu sắc thì có rất là nhiều luôn, đến cửa hàng có thể chọn màu thoải mái luôn. Đây ông đa dạng nhiều màu sắc luôn nè. Dạ. Còn đây mấy chiếc Cup 50 Lexus xe nhập khẩu từ dạ. Malaysia ha. Dạ Malaysia thì hiện tại có giá là 20 triệu nha. Dạ 20. 20 triệu. Ở đây có một con Bob Z. Dạ Bob Z. Dạ, Bob Z thì giá hiện tại là 35 triệu. Dạ, 35. 35 triệu cũng không cần trả trước luôn. Dạ, còn rốc kế bên đó là con rốc. Rốc cũng GBX luôn. Đó, hiện tại nó giá là 34 triệu thôi cũng không cần đi trước luôn. Dạ. Dạ. Còn đây là con Win đúng không? Dạ, Win ạ. À. Win thì hiện tại sẽ có giá là 16 triệu. Dạ, 16 triệu nha anh em.
Rồi, giờ mình vào trong hay sao anh? Dạ, vô trong đây, tới những dòng tay ga bên em nha. Dạ. Như là lướt qua để mọi người theo dõi đây, một cái dãy Vision rất là nhiều luôn nè. Màu sơn 3D, màu zin cũng đều có hết. Dạ, đầy đủ các phiên bản luôn nha. Dạ. Đây là H160 như nãy anh Vinh chia sẻ nè, đúng không? Dạ, con đúng rồi, đây là bản thể thao ạ. Dạ. Bản thể thao nha anh em nha. Thì con này chắc là 120... Dạ, 121 triệu ạ, bản dạ. thể thao ạ. Rồi, ok rồi. Dạ, dòng Vision hiện tại bên cửa hàng em là có 4 phiên bản luôn nha. Dạ. Dạ, bản tiêu chuẩn sẽ có giá là 31 triệu, bản cao cấp sẽ có giá là 34 triệu. Đối với bản đặc biệt là 35 triệu, còn đối với bản cá tính là sẽ có giá là 37 triệu ạ. Đó. Còn ở đây có những nào lên sơn thì cộng dùm em 1 triệu tới 1 triệu rưỡi tùy theo màu sơn nha. Dạ rồi. Ở đây cũng có những con là được lên mặt nạ nè. Đúng rồi. Lên mâm nè. Nó thì cái này là phải cộng phí thêm dùm em nha. Cái này thì cứ liên hệ với anh Vinh trực tiếp đi để anh sẽ hỗ trợ cho anh em mình một có một cái giá tốt nhất những cái bản mà độ như thế này nha. Còn giá cả anh Vinh vừa bảo là bao VT và dạ, là bao đơn được với khách hàng nha. Dạ. Rồi, qua đây. Ở thắt nữ anh Vinh. Dạ, ở thắt nữ ạ. Dạ. Ở thắt nữ thì hiện tại dòng CBS có giá là 56 triệu, đối với dòng ABS sẽ có giá 67 triệu. Dạ. Dạ, đây là con lên sơn nha, con này đã được lên sơn. Màu đẹp cực kỳ. Dạ. SH cũng như sơn những dòng khác cũng thế. Có những con lên sơn luôn. Dạ. Rồi, 56 và bao nhiêu chứ anh? Dạ, 56 và 56 và 67 triệu. Dạ, 56 và 67 thì cái nếu như cái bản 56 thì mình sẽ rước tầm bao nhiêu là được anh? Dạ, 56 trả trước khoảng tầm là 8 tới 10 triệu là được anh. Còn dạ. đối với dòng mà 67 triệu trả trước 10 tới 15 triệu ạ. Dạ đúng rồi, tại vì do giá trị xe nó cao nên em mình phải cố gắng vấn đề trả nhiều hơn chút dạ. nha. Anh chị trả được nhiều thì cái hạ lãi suất của mình có thấp, cái đó là quyền lại của anh chị nữa. Dạ đúng rồi. Rồi, giờ mình đến dạ dòng AB ạ. Ok anh, AB. Dạ, AB 125 hiện tại sẽ có giá là 41 triệu. Dạ. Đây. 150 có giá là 55 triệu và 160 có sẽ có giá là 56 triệu. Dạ. Dạ, đối với dòng AB 125 thì không cần trả trước nha. Còn đối với dòng 150 và 160 thì trả trước khoảng tầm 5 tới 10 triệu ạ. Có cả luôn cả một sơn 3D phía ngoài đây để dạ. anh em mình theo dõi luôn này nha. Đó, anh em nào quan tâm, qua là mình, bên mình vẫn hỗ trợ sơ theo yêu cầu được mà đúng không anh? Dạ đúng rồi, bên em sẽ nhận theo sơn theo yêu cầu luôn nha. Ví dụ anh chị đến cửa hàng em và có mẫu sơn sẵn dạ. cứ đưa cho em bên em coi và cũng như là hẹn ngày lấy nha chứ không có liền nha. Dạ đúng rồi. Dạ, bên em sẽ hẹn ngày lấy sơn theo yêu cầu của anh chị dạ. luôn. Ok anh. Rồi, mình sẽ xuống bên dưới thôi. Dạ, xuống bên dưới đây ạ. Dạ. Vigo 160 cũng được lên sơn luôn ạ. Dạ. Đây mấy cái xe SH thì nãy giờ anh em mình cũng báo rồi. Đây, lướt qua lại cho anh em xem cái màu này, có một cái màu xanh lục bảo rất là đẹp luôn này nha. Đây. Chắc mình qua mình quay những cái phần quà của anh Vinh. Dạ. Dạ, lướt qua dạ, những qua cái đây, phần tới quà đây, qua đây mình theo dõi luôn nè. Đây. Rồi, qua giờ mình giới thiệu sau đây. Dạ, đây là những phần thưởng lúc nãy em đã nói nha. Dạ. Đó. Là khi mua xe nè, có thể là trúng xe, trúng đà game đây, đây là giải đặc biệt nè. Dạ. Đó, giải nhất là một chiếc xe đạp điện luôn. Ừ. Đó. Dễ như là một cái tủ lạnh nè, tủ lạnh chà bá luôn nha. Đúng rồi, đã nha. Đó, rất là bự, rất là xịn luôn nha. Ừ. Đó, còn đây là một cái quạt gió hai nước. Dạ. Dạ, còn những giải khuyến khích nằm dưới đây gồm 10 giải nha. Dạ. Đó. Mua xe ví dụ như chẳng hạn mua chiếc cúp 50 đi. Chiếc cúp 50 chỉ tầm 13 14 triệu bằng chiếc game thôi mà trúng được một chiếc game nó coi như mình vừa vốn mà được hai chiếc xe quá. Quá tuyệt vời luôn. Dạ đúng rồi, quá tuyệt dạ. vời luôn. Đó là đó. Mua được lời chứ không có lỗ tí nào luôn anh em. Dạ. Rồi, này là có quà nha. Anh em nào mà mua xe đi sẽ được bốc thăm hay như thế nào đó. Rồi, còn đây dạ. anh. Bên đây là Vigo 150 ạ. Dạ. Dạ, hiện tại dòng này đã đang bỏ mẫu luôn, cửa hàng em còn số lượng rất là ít. Dạ. Dạ, hiện tại cửa hàng em kinh doanh dòng này là có giá là 65 triệu thôi nha, đó bao gồm phí VT. Ok. Dạ, anh. Mua góp chỉ cần trả trước 10 tới 15 triệu thôi ạ. Dạ. Còn phụ trợ dạ, Thái. Đây. Dạ, quay Thái. Dạ, quay Thái. Dạ, đây là mẫu mới à, nhiều dân chơi ngoài gọi là quay cá mập. Dạ. Quay cá mập nhìn nó cái hùng hổ luôn, nó so với mẫu cũ thì nó sẽ lớn hơn chút xíu. Dạ. Dạ. Thì hiện tại con này sẽ có giá là 83 triệu ạ. Dạ, 83 triệu là cái bản mới nhất, mẫu dạ, mới nhất anh em nha. 83 mẫu mới nhất luôn nha. Dạ. Còn đây là Honda Beat. Dạ, còn hiện tại con này được nhập khẩu. Hiện tại con này có giá là 37 triệu thôi ạ. Dạ, 37 triệu đối với dòng Beat anh em. Dạ. Còn đây là mẫu quay Thái nhưng mà đời trước nè anh. Dạ, quay Thái mẫu ra trước nha, mẫu cũ nha. Dạ. Dạ, hiện tại thì dòng này có giá là 75 triệu ạ. Rồi, ok anh em, 75 triệu đồng. Rồi, Miu Rear. Dạ. Dạ, Miu Rear thì hiện tại sẽ có giá là 35 triệu. Ừ, cũng không cần đưa trước khi mua dòng Miu Gear này luôn. Dạ. Dạ. Có phải trả trước không anh em? Dạ, Vigo 150 ạ. Có giá là anh Vinh báo. Thì nếu như mà sơn màu thì mình cộng thêm cái chi phí sơn màu nha mọi người ha. Dạ đúng rồi. Rồi, giờ mình đến đâu đây? Dạ, mình lên lầu ạ. Rồi, dạ, ok ạ. Lên lầu sẽ phổ biến những dòng xe 50 cho bà con nha. Dạ. Đây, giờ lên phía trên này nè anh em. Đây, lại là thấy những cái dòng mà Dream nữa nè ha.
Riêng vẫn hôm nay vẫn là 14 năm đúng không anh? Dạ đúng rồi, riêng là 14 năm. Đồng màu luôn hay sao anh? Dạ đồng màu đồng giá luôn. Dạ. Rồi. Đây là một gần 155 luôn nha, có những màu jean, những màu độ là có nhiều phiên bản khác nhau đó. Một dãy luôn nè anh em. Dạ một dãy luôn. Thì cái này em sẽ nhắc lại luôn nha, giá dao động từ 43 triệu cho tới 46 triệu tùy theo phiên bản của xe. Dạ, ở đây có những màu lên sơn thì cộng dùm em 1 triệu tới 1 triệu rưỡi giống như những dòng xe khác thôi. Dạ. Dạ, cũng nhắc lại luôn là cái chương trình là tặng lại tiền mặt là 2 triệu rưỡi khi mua E155 nha. Dạ, giá dạ. Như trên báo là chưa có tặng, chưa có bớt lại đâu nha. Dạ, cái đó là chưa tặng đó. Dạ, tuyệt vời. Dạ, đã bao gồm phí VAT cho mình luôn. Rồi, ok anh. Dạ. Rồi. Tới đâu đây anh? Dạ, mình đi qua đây ạ. À. Dạ. Vẫn là những dòng Mercedes 155 từ màu xin đến 3D thì được có dạ, này, mọi người có thể theo dõi. Những con này đã được lên sơn 3D nha. Dạ. Đó. 3D là mình cộng thêm mấy triệu chứ anh Vinh? Dạ, 3D thì mình cộng thêm 1 triệu, 1 triệu rưỡi anh. Dạ, có 1 triệu đến 1 triệu rưỡi thôi. Dạ. Bên đây là những cái mẫu Winner X nha anh em. Đây, bản Winner X đời V3, đời mới nhất luôn. Dạ, Winner X V3 thì hiện tại xe ABS sẽ có giá là 33 triệu, còn nó dòng với ABS sẽ có giá là 36 triệu. Dạ. Dạ. 33 và 36. 33 các bạn mà các bạn nên theo dõi màu đen nhám ABS nè. Nó sẽ là 36 triệu đồng đây. Cái này nếu mà trả góp đó anh thì có cần phải trả trước không anh? À, dạ đối với dòng Winner không cần trả trước luôn. Dạ, không cần dạ, luôn nha anh em. Không cần trả trước luôn. Dạ. Dạ hiện tại đây là dòng của Winner nhưng mà V2 nha. Dạ. Dạ V2 ABS luôn thì hiện tại nó sẽ có giá là 34 triệu thôi. Và cụ thể là con này vẫn là 34. Dạ 34 triệu ạ. Đây, bản đường đua HRC luôn nha mọi người ha, 34 triệu đồng. Rồi, ok. Rồi, dạ, rồi bên cạnh đây là Mercedes. Mà giá Mercedes sẽ có giá là 49 triệu ạ. Dạ, 49. 49 này thì anh em mua về nha, xuất hóa đơn, anh em tự ra tên. Cửa hàng mà anh em muốn cửa hàng hỗ trợ ra tên thì thêm chi phí nhỏ nữa nha. Dạ đúng rồi, ở đây cũng có màu lên sơn luôn, màu nguyên bản như màu lên sơn luôn. Dạ, cái này là màu jean nè, màu lên sơn nằm ở đây nè. Dạ. Đây lên sơn. Lên sơn thì cũng cứ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ, đây mọi người nha. Dạ đối với con này trả trước khoảng tầm 5-8 triệu là mua xe được ạ. Dạ, 5-8 triệu, còn Winner bản V2 thì cứ ABS nó sẽ là 34 triệu thôi. 34 triệu thôi, đối với V2 và V3 thì không cần đưa trước luôn. Dạ, được cái là Winner giá quá tốt, dạ. Xe lại ngon mà lại không trả trước luôn. Có ABS luôn mà chỉ có 30 mấy triệu thôi, quá bèo luôn. So với phân khúc 150 thì quá là tuyệt vời rồi anh em ạ. Vào đây Winner thì mọi người thấy một dãy nè ha, nó dạ. Đủ màu sắc hết. Còn đây là xe 50. Xe 50 quay 50 ạ. Có chiếc này 50 nhưng mà em thấy cũng đầu tư nè anh. Thấy có đèn led luôn nè. Dạ có đèn led luôn. Đó à. Đây là mẫu mới về cho nên nó có đầu tư thêm cái đèn led nữa. Dạ. Dạ. Thì hiện tại con quay thì chỉ có giá là 13 triệu thôi. Có đèn led luôn mà chỉ 13 triệu thôi. Con cũ cũng 13 triệu mà con mới đây nó ra thì cũng 13 triệu luôn. Vậy tại vì mình đi mua xe cũ đúng không? Dạ. Quốc liền xe mới liền anh em 13 triệu nha. Rồi. Xuống đây những cái dòng Vespa 50 18 triệu. Vespa 50 18 Xpro nha anh em. Dạ. Rồi. Rồi đối với dòng cúp thì hiện tại có giá là 13 triệu ạ. Này kiểu cúp đèn vuông, nói chung là cũng đời mới, cũng liên danh thôi. Dạ. Chứ Honda thì họ đã tạm dừng sản xuất từ lâu rồi nha anh em nha, không phải dạ. Chính hãng Honda nha. Rồi, kế bên đó là cúp Saki thì hiện tại sẽ có giá là 16 triệu. Dạ, 16 triệu. 16 triệu. Này, đủ. Còn đối với dòng cúp này là phá thông minh luôn. Dạ. Đó, có phá thông minh luôn, con này chỉ 17 triệu thôi, được cái phá thông minh luôn nha. Dạ. Đó, được cái thắng đĩa rất là ngon luôn. Đây. Nhìn rất là cứng cáp thì mọi người nhìn nó lấy thông phá thông minh ngon hơn. Mọi người nhìn giống Super Cup không? Của Honda không? Rồi. Được rồi, hiện tại ở bên trong này sẽ có những con cúp đèn vuông, đèn tròn nè. Nó dạ. Thì sẽ đồng giá nhau là 13 triệu thôi ạ. Dạ, 13 triệu nha anh em. Dạ. Cứ đồng giá hết, cứ xe nào cũng 13, màu vàng cũng 13 đúng không anh? Dạ, 11 và 13 luôn anh. Dạ rồi, ok anh. Mấy cái Saki là bao nhiêu chứ anh Vinh? Dạ Saki là 16 triệu. Dạ, Saki 16. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với anh Vinh nha. Đây mình có mấy chiếc cúp cúp gì ta mà đèn led cũng đẹp ghê nè. Dạ hiện tại con cúp này cũng là một dòng mới luôn, hiện tại con này cũng 13 triệu thôi. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Dạ. Quá đẹp luôn anh em nha. Dạ, rất là cứng, rất là đẹp luôn. Đây là cũng là màu mới xanh xi măng luôn. Dạ. Đó. Rồi. Dạ rồi bên dưới là cũng có dòng Seawood này nè, dòng Seawood giống như là nãy em đã báo rồi đó là dạ. Từ 13 triệu cho tới là 14 triệu 500 thì theo phiên bản ạ. Dạ. Như lúc đầu clip thì em Vinh có báo rồi đó anh em. Còn nếu quen pha bên trong anh, quen dạ, pha là 13 luôn. Triệu thôi ạ. 13 triệu luôn. Dạ 13 triệu. Rồi, ok. Về đây. Dạ đây, đối với hai con cúp đèn vuông này màu xanh này cũng giá là 13 triệu luôn. Dạ. Dạ đây là Saki, cúp Saki, 16 triệu. 16 triệu. Dạ. Đối với dòng 50 lúc nãy giờ em đã báo thì sẽ không cần đưa trước luôn nha. Dạ. Mua góp không cần đưa trước luôn, đã bao gồm phí VAT cho mình. Dạ. Dạ. Rồi, ok anh.
Còn tiếp theo anh em mình ở đây là những cái dòng Vario ha. Dạ, Vario 125. Đây anh em. Dạ, Vario 125 thì hiện tại sẽ có giá là 42 triệu thôi nha. Dạ, 42 triệu. Dạ, 42 triệu. Triệu thôi. Còn cứ sơn màu là 1 triệu đến 1 triệu. Dạ, sơn màu là 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Ở đây có rất là nhiều màu luôn. 42 triệu này cho bản 2022 là 23 vậy anh Vân? Dạ, bản này là bản 22 anh. Dạ, dạ còn đối với bản 23 nó sẽ có giá là 43 triệu, chỉ cao hơn chênh lệch nha, khoảng mấy trăm 1 triệu thôi. Dạ. Không chênh lệch nhiều. Đây anh em, đủ màu sắc, màu vàng này ha, màu dạ, cam, màu xanh, màu trắng nhám zin nha. Còn bản 2022 vẫn còn nè. Anh em mà thích mà giữa cái hai cái đầu xe là thích gọn, nó tối giản hơn tí xíu, có thể lựa chọn là 2022 và 2023 thì cửa hàng cũng đều có đầy đủ hết, cũng dạ. Như là 160 luôn nha anh em. Rồi, mình còn xe nữa không? Hay là hết rồi? Dạ, hiện tại là cửa hàng hết dạ. Xe tạm ngưng đây, từ đây tạm ngưng thôi. Dạ. Dạ. Rồi thì nhờ anh Vinh mình cũng chia sẻ lại những cái địa chỉ, cách thức trả góp này lại cho mọi người nắm rõ ha. Rồi mọi người chào mọi người luôn anh. À, dạ rồi, hiện tại em sẽ nhắc lại địa chỉ của cửa hàng nha. Thì cửa hàng nằm tại là đường N1V5 Mỹ Phước 1 Bến Cát Bình Dương, ở dạ. Trong cổng Mỹ Phước 1 ạ. À. Dạ. Dạ, thì hiện tại nếu anh chị nào muốn trả góp thì chỉ cần căn cước công dân là được. Nếu mà anh chị có thêm bằng lái hoặc là bảo hiểm y tế thì càng tốt. Dạ. Đó. Thì ví dụ như anh chị nào hiện tại đang thắc mắc về cái vụ mời nợ xấu hay là chậm trễ gì đó thì cứ liên hệ với cửa hàng. Cửa hàng sẽ chép chứng minh cho mình và cứ như là hồ sơ lên được sẽ báo cho khách lại là đến cửa hàng để lên hồ sơ luôn nha. Dạ. Đó, cái này kiểu như hỗ trợ cho mình luôn. Dạ. Đó. Có gì anh hệ cứ anh chị cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại để trên màn hình ạ. Dạ. Thì số anh Vinh em cũng có đều có để hết rồi, thì mong các bạn chị mình còn thắc mắc thêm thì cứ liên hệ về cho cửa hàng nha, để anh em bên cửa hàng tư vấn rõ ràng hơn. Chắc là mình tạm dừng video ở đây anh Vinh ha. Dạ rồi, xin chào. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Xin chào anh chị.